Chào mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu tới mọi người một máy ép Fanatec, đó là có mã là DH DBHQ235. Đây là toàn bộ máy. Bên đây sẽ có hai công tắc để đèn báo đằng sau và công tắc gạt gạt giấy. Thì máy này chỉ ép được cho từ khổ A4 trở xuống thôi, ép A4, A5, ép chứng minh. Còn bây giờ mình sẽ cắm điện hướng dẫn mọi người cách sử dụng. Đầu tiên ta sẽ cắm điện. Chúng ta nhìn bên này sẽ có hai công tắc. Đây là một công tắc để khởi động. Còn bên đây là công tắc nhiệt. Cool là mát, còn hot thì khi nào chúng ta ép thì bật qua hot. Chúng ta chờ chờ đèn xanh thì khi nào đèn xanh thì có thể ép được. Còn trên đây thì có sẵn bản hướng dẫn sử dụng của ta luôn. Còn đây đằng sau thì sẽ có một cái công tắc gạt, khi nào mà gạt giấy thì chúng ta gạt qua và rút giấy ra. Rồi chúng ta đợi tới khi nào chuyển qua đèn xanh thì có thể ép được. Bây giờ đèn chỉ có đèn xanh là cho mọi người thì mình có thể ép được rồi đó. Rồi bây giờ mình sẽ ép thử một tờ một quả A4 cho mọi người xem. Đây. Đây là một bản khi ép xong thì nhìn cũng tương đối đẹp nha mọi người. Rồi bây giờ nếu mà khi mọi người sử dụng máy xong thì chúng ta sẽ gạt công tắc quanh cool và chờ máy nguội khoảng 15 phút thì chúng ta có thể rút điện tắt máy. Và còn đây nếu mà bị gạt giấy, nó lỡ như bị gạt giấy chúng ta sẽ gạt công tắc, đây công tắc này gạt qua một bên và kéo giấy ra là được. Rồi mình xin kết thúc video tại đây, cảm ơn mọi người đã xem video.